Nhiều nạn nhân cho biết đã rất vất vả dậy từ 0 giờ, canh trong nhiều tiếng mới mua được đôi giày giá 6.000 đồng trên Lazada.vn. Tuy nhiên sau đó lại chết đứng vì bị mắc bẫy lừa, hủy đơn hàng với những lý do khó chấp nhận như không phân loại hàng kịp, quá hạn thời gian giao hàng. Dù trong thực tế, đôi giày khách hàng mua với giá gốc 6.000 đồng có hạn tới ngày 31 tháng 5 năm 2018 mới tới hạn giao hàng. Các khách hàng tố Lazada là Bá Lộc, Quang Long, Nguyễn Hưng, vân vân phía lazada cho biết sẽ làm việc với nhà bán hàng và sẽ có phản hồi sớm nhất về sự việc